Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Lê Thủy với tựa đề Trả nghiệp đời trước. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta cũng hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại, từ truyện ma đến chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Trần Chiêu. Ngày hôm nay tròn một năm sau vụ tai nạn thảm khốc gây ra cái chết cho bố mẹ Tâm. Cô cùng với cô Thương, người quen của bố mẹ, đang bận rộn trong bếp làm mâm cơm cúng dỗ đầu cho họ. Trên tầng hai chồng và con trai cô cũng đang dọn dẹp phòng thờ cũng như chuẩn bị một vài thứ cần thiết khác. Bố mẹ chỉ có mình cô là đứa con duy nhất nên khi họ mất đi Tâm không còn người thân nào bên cạnh. May sao có gia đình cô thương luôn bên cạnh và giúp đỡ tâm trong thời điểm khó khăn nhất. Bố mẹ cô và vợ chồng cô thương là bạn làm ăn lâu năm, hai bên đã giúp đỡ nhau rất nhiều, từ đó trở nên thân thiết như thể anh em trong nhà. Tâm và con trai của gia đình cô cũng nhanh chóng trở thành bạn thân. Cả hai được mẹ sắp xếp học cùng nhau từ hồi mẫu giáo cho đến hết cấp 3. Giờ thì đã sắp tốt nghiệp đại học. Hiện tại công việc của bố mẹ tâm chưa thể tự mình cáng đáng được nên cô đã nhờ vợ chồng cô thương quản lý cho đến khi cô học hỏi thêm kinh nghiệm sâu trong tâm khảm tâm vẫn luôn hướng về vùng quê nơi ông bà nội cả đời sống và chết ở đó năm ông bà mất tâm mới được hai tuổi đó là lần đầu tiên cô được cùng bố mẹ về quê và từ đó trở đi cho đến tận bây giờ cả nhà cô đã không quay về thêm một lần nào nữa mỗi lần nhắc tâm về ông bà và quy nhà trước mặt bố mẹ họ luôn tìm cách né tránh hoặc là nói cho qua chuyện điều đó thật khó hiểu nhưng càng làm cô mong muốn được tìm về sau khi tốt nghiệp và hoàn thành thực tập tâm đã lên kế hoạch quay trở lại quê nhà nơi mà theo lời bố mẹ là một thôn làng nghèo khó và lạc hậu giờ đây đã phát triển thành khu homestay xinh đẹp kèm hoạt động cắm trại leo núi ngắm cảnh. Nghe Tâm nói về kế hoạch, cô thương có hơi lo lắng vì thân là con gái đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là Việt, con trai cô đã xin phép đi cùng coi như là đi du lịch luôn. Đáp xuống sân bay vào sáng sớm, cả hai đã lên một chiếc xe khách chạy tới thị trấn. Tại đây hai người thuê một chiếc xe máy để tiện cho việc di chuyển sâu vào thôn làng sau hai tiếng đồng hồ chạy trên con đường gập ghềnh nhưng bù lại khung cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp không khí trong lành tầm giữa trưa thì chiếc xe máy dừng lại trước cổng làng với dòng chữ chào mừng đến yên lâm cuối cùng thì tâm cũng đã được quay trở lại quê hương sau hơn hai mươi năm xa cách đi vào bên trong đôi bạn ghé vào quán cơm ăn uống và nghỉ ngơi rồi hỏi thăm thêm về đường xá theo chỉ dẫn nhiệt tình của chủ quán cuối cùng khu homestay đã hiện ra trước mặt của cả hai nơi này tấp nập xe cộ cùng đoàn người ra vào nhiều hơn cô nghĩ nhưng như vậy cũng rất vui tìm địa chỉ đã đặt trên mạng tâm đứng trước ngôi nhà nhỏ nhưng vì không có ai nên cô vòng qua quán nước bên cạnh để hỏi thăm người đàn ông trung niên đang đứng ở đó là chủ quán và cả homestay mini bên cạnh sau khi xác nhận thông tin, ông ta bảo con trai mình dẫn đôi bạn quan sát một vòng ngôi nhà. Bên ngoài ngôi nhà được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh và các loài hoa xinh đẹp. Dưới chân là những lối đi bộ được lát bằng sỏi và đá cuội xen lẫn với cỏ xanh mướt, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Bên trong hầu hết nội thất và đồ dùng được làm từ gỗ, ngay cả chiếc lược trong phòng tắm cũng vậy. Không gian khiến cho cả hai cảm thấy được thư giãn và thích thú. Nghỉ ngơi một chút tâm cùng bà đi tìm ông chủ, hỏi một số thông tin liên quan đến ông bà của cô. Hỏi ra mới biết ông ta đang là trưởng thôn hiện tại của ngôi làng. Nghe nhắc đến tên ông bà nội cô, ông chủ hoàng giật mình thốt lên. Cô là con cháu nhà ông Hạ sao? Ồ, mảnh đất này chính là nơi năm xưa, ông bà nội cô ở sau khi họ mất thì bố cô bán lại nó cho ta với giá rẻ nhờ vậy mà mới giữ được như ngày hôm nay đấy là thật ạ à? trùng hợp làm sao khi bọn cháu cũng đang ở ngay chỗ này như vậy đi hai đứa cứ ở đây thỏa thích đến khi nào về thì thôi ta không lấy tiền đâu cũng như là lời cảm ơn đến bố mẹ của cháu họ vẫn khỏe cả chứ dạ bố mẹ cháu mới mất năm ngoái lần này cháu về thăm quê là muốn ra viếng mộ ông bà nội ạ à chia buồn cùng gia đình cháu thật là tiếc khi họ lại ra đi đột ngột như vậy liệu bác có biết mộ của ông bà cháu ở chỗ nào không ạ à? điều này thì thực sự ta không biết cũng không nghe ai nhắc đến cả nếu cháu muốn đi tìm thì để ta bảo thằng con trai nó dẫn ra tận khu nghĩa địa xem sao ngại quá cháu cảm ơn nhiều ạ à. hai người đi sau vũ men theo con đường núi hiểm trở đến nơi mà người ta gọi là nghĩ địa. Những ngôi mộ mới và cũ đều được chôn cất ở đây. Tâm vừa đi qua từng ngôi mộ, miệng lẩm nhẩm. Nam mô A Di Đà Phật. Nhìn từng bia mộ tìm kiếm nhưng đều không phải. Thời gian đã lâu lại không có ai chăm sóc nên việc tìm kiếm thực sự rất khó khăn. Năm đó bố mẹ chôn cất ông bà ở đâu? Có thể nó đã bị che lấp bởi cây cối hoặc biến thành ụ đất vô danh trong hàng trăm cái lớn nhỏ xung quanh đây. Nên anh bận thì cứ về trước đi. Yên tâm, chúng tôi không bị lạc đường đâu. Không, tôi không bận. Bố tôi đã dặn là phải dẫn hai người đi từ nơi về tới trốn. Vậy thì làm viền anh rồi anh Vũ. Ba người cùng nhau đi tìm thật lâu nhưng không phát hiện được gì. Mãi đến lúc trời sập tối họ mới quay trở về làng tối hôm đó tâm và việt đều về phòng nghỉ ngơi sớm sau một ngày dài mệt mỏi dù trong lòng cô có chút thất vọng khi chưa thể tìm được ngôi mộ của ông bà trong lúc sắp xếp đồ đạc cô ngồi ngắm nghía những tấm ảnh chụp cả gia đình khi bố mẹ còn sống có duy nhất một bức được bố mẹ cô giữ được cho đến bây giờ là tấm đen trắng cả ba người chụp tại đây bố bé cô trên tay mẹ đứng bên cạnh bàn tay bà ôm lấy cánh tay bố. Họ nhìn thẳng vào camera, nở nụ cười thật hạnh phúc. Khung cảnh phía sau gợi lên sự tò mò trong tâm. Không biết hơn hai chục năm trước, ngôi làng trông như thế nào. Vậy là nửa đêm không ngủ, cô lại lọ mọ lên mạng tìm kiếm. Đúng như dự đoán, chẳng hề có gì ngoài những bức ảnh mấy năm gần đây khi du lịch phát triển. Nhưng vô tình cô lại nhìn thấy một bài viết về ngôi làng này được đăng tải lên cách đây hơn chục năm trước tâm không do dự mà bấm ngay vào đó chủ bài viết đang viết rằng anh nghi ngờ cái chết của ông nội anh rất có thể liên quan đến ngôi làng hoặc người dân ở đây bởi vì không bao lâu sau khi trở về từ đó ông nội đã đổ mệnh nặng nhưng ông đã kịp kể với anh những gì được nghe từ một người đàn ông họ hà về những chuyện xảy ra ở ngôi làng vào trăm năm trước. Chỉ một tuần sau thì ông lão lăn ra chết một cách khó giải thích. Đọc đến đây tâm có cảm giác như người đàn ông họ hà đó có lẽ chính là ông nội của mình. Chuyện gì có thể xảy ra? Ông của anh ta là một người làm nghề bốc thuốc nam trong làng. Năm đó vì còn thiếu một vài loại thảo mộc quan trọng nên ông khăn gói lên đường đi tìm. Thôn Yên Lâm chủ yếu là đồi núi rừng rậm, nên ông đã lặn lội đường xa tìm tới đây xin được ở nhờ vài tuần để tìm thuốc nhà ông bà nội tâm không lớn nhưng chỉ còn lại hai người nên khi biết tin có người muốn ở nhờ ông bà lập tức đồng ý ngay theo lời ông thầy thuốc thời điểm đó ông nhận thấy ông nội tâm dường như mang bệnh trong người ngỏ ý muốn khám bệnh ban đầu ông nội giấu nhưng được bà khuyên nhủ nên đã đồng ý sở dĩ cơ thể ông ngày càng gầy gò da rẻ xanh xao nhợt nhạt là vì trong người chứa một lượng độc tố rất lớn ông thầy lấy ra một vài thang thuốc mang theo người đem sắc lên cho ông uống giải độc gần một tuần ông nội dần có chuyển biến tốt lên ông thầy còn nói việc này là để trả ơn khi hai người cho ông ở nhờ còn lo cơm nước rất chú đáo nhưng vấn đề là ông bà chỉ toàn ăn uống những món đạm bạc rau cỏ tự trồng thì lấy đâu ra độc tính cho đến một hôm trời mưa to như chút nước nên ông thầy phải ở nhà không thể lên núi tìm thuốc được giữa trưa có người hàng xóm qua mang cho ông bà một chút nấm và trái cây bảo là mới hái được khi đi rừng với sự am hiểu về các loại thảo mộc từ bình thường đến quý hiếm ông nhìn sơ qua và thấy loại nấm này nếu không chế biến khéo léo sẽ sinh ra độc tố. Ông thầy mặt nghiêm trọng hỏi. Có phải lúc trước ông bà vẫn hay ăn loại nấm này phải không? Ờ, đúng là thỉnh thoảng nhà họ có mang sang cho một ít rồi bà nhà tôi nấu chung với rau xanh. Ông thầy gật đầu ngẫm nghĩ rồi nói cho hai người biết độc tố trong người ông là từ đây mà ra. Còn bà vợ không bị làm sao có thể là do bà ăn ít hoặc rất ít Ông nội nghe xong không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gật đầu đồng ý. Ông thầy tò mò hỏi thêm. Lẽ nào ông biết điều này, nhưng tại sao vẫn còn tiếp tục ăn sống? Tôi là vì muốn tốt cho con cháu trong nhà thôi. Tại sao chứ? Thậm chí họ có vẻ không hài lòng khi tôi chữ khỏi cho ông lại còn buông lỏi rất khó nghe. Ông nội tâm chỉ trả lời qua loa nhưng ông ta không tin cứ gặng hỏi hết cách ông nội thở dài một hơi rồi nói ra sự thật chuyện xảy ra từ rất rất lâu rồi khi đó khu làng này chỉ là một vùng đất hoang vu hẻo lánh sau đó có nhóm người tới khai hoang lấy đây làm nơi sinh sống và trồng trọt cho đến một thời gian sau người lớn trong thôn đều lần lượt bị bệnh lạ và chết rất đau đớn chỉ còn lại vài đứa trẻ con sống nương tựa vào nhau những ngày tháng tiếp theo Bọn họ lớn lên, lấy nhau và tiếp tục sinh con đẻ cái. Đến một hôm, một người đàn ông trong làng lúc ngủ thì nằm mơ thấy ông ta đang bị lạc vào một khu rừng âm u, cây cối mọc chen chúc dưới chân, không hề có lối đi nào. Đang loay hoay tìm phương hướng thì ông ta bất chợt nhìn thấy một người rất kỳ lạ. Nhìn kỹ hơn, đó là người đàn ông nhưng nửa người nửa rắn, từ đầu xuống đến bụng là của con người còn từ bụng trở xuống chính là thân của con rắn khổng lồ. Người đàn ông kỳ lạ đó mà ông ta gọi là người rắn đang bò lên từ miệng của một cái giếng hoang và dần dần tiến lại, ngày càng gần hơn. Ông ta sợ hãi đến mức cả người buồn rộn, đôi chân không còn chút sức lực nào để mà chạy trốn, đã quỳ gục xuống mặt đất. Trong nháy mắt, người rắn đã tới trước mặt ông ta vươn thân hình to lớn lên cao lộ ra những lớp vảy đen lóng lánh kỳ lạ phần thân còn lại vẫn ở trong giếng hoang lúc này ông ta mở to mắt kinh hãi khi thấy rõ hình dạng hoàn chỉnh đó phần đầu người rắn chọc lóc đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ tia máu đang nhìn chằm chằm xuống phía ông ta khiến ông nín thở không dám động đậy vừa di chuyển thân hình qua lại người rắn bắt đầu thò thụt cái lưỡi rắn ra ngoài sau đó há miệng để lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé trước mặt. Người đàn ông mặt mũi tái mét sợ hãi đến mức tè ướt hết chiếc quần đã sờn rách của mình. Một giọng nói ôm ôm nặng nề cất lên. Loài người các ngươi là một lũ tham lam và ngu dốt. Ngươi có thắc mắc tại sao mấy chục năm trước trong thôn đột nhiên xảy ra dịch bệnh giết chết ông bà bố mẹ các người không người đàn ông đang quỳ gối liền gập người xuống chống hai tay xuống đất lắc đầu lìa lìa vậy thì hãy nghe cho rõ đây thì ra người dân đến đây khai phá đã phạm vào lãnh thổ của người rắn họ đốt phá rừng lấy nơi trồng trọt săn bắt gần như tất cả các loài vật họ bắt gặp khiến nguồn thức ăn của loài rắn bắt đầu khan hiếm bọn chúng phải đi xa hơn để tìm kiếm kết quả lại bị con người bắt và giết hại. Đó là nguồn cơn khiến người rắn tức giận và gây dịch bệnh hại chết gần hết cả làng. Người lớn trong thôn phải trả giá cho sự tham lam rốt nát của chính họ, còn bọn trẻ con may mắn sống sót cho đến bây giờ, tất cả là để trả nợ cho đời trước. Người rắn muốn bọn họ lớn lên sinh con đẻ cái, và những đứa con đó sẽ là vật hiến tế cho chính hắn. Một bé gái khi lên mười sẽ trở thành vật hiến tế và cũng vào năm đó nếu có cô bé nào ra đời thì 10 năm sau sẽ là vật hiến tế tiếp theo. Còn chưa kịp hiểu hết những lời vừa được nghe, người đàn ông như bị xét đánh ngang tai khi người rắn yêu cầu một thứ. Còn gái người, năm nay lên mười rồi phải không? Ngươi hiểu ý của ta chứ Mang nó đến đây Và thả xuống giếng cho ta Dân làng các ngươi Sẽ được yên ổn trong 10 năm này Còn nếu không Thì về trò chết đi Người rắn trợn chừng Con mắt đỏ ngầu Rồi quay lưng bỏ lại Vào miệng giếng và mất hút Ông bố giật mình tỉnh giấc Mồ hôi ướt đẫm toàn thân Nhất là bên dưới Lẽ nào trong mơ Ông ta sợ tè ra quần nên ngay cả hiện thực cũng vậy. Không biết ác mộng đó là thật hay giả, nhưng ngẫm nghĩ lại năm đó đúng là chỉ còn trẻ con là còn sống sót, bị bệnh cũng sẽ hết rất nhanh. Gà vừa gáy sáng là ông đã vác con dao mà ngày thường dùng để phát dẫy theo bên người, đi tìm khu rừng cùng cái giếng hoang trong mơ. Nhưng rừng núi bạt ngàn như vậy phải bắt đầu từ đâu? Mãi cho tới chiều tối, mới thấy bóng dáng ông lầm lỗi đi về. Những ngày tiếp theo ông không bỏ cuộc mà vừa tìm kiếm vừa hỏi dân trong làng những người hành nghề đốn củi hoặc săn bắt thú rừng nhưng đều vô ích. Có một hôm trong lúc đuổi bắt gà rừng ông bất ngờ bị trượt chân ngã xuống một cây hố sâu rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy hốt hoảng không biết mình đang ở đâu ông ta loay hoay tìm cách leo lên nhưng vì hố quá sâu và trơn nên cứ được nửa đường lại kiệt sức mà tụt xuống trong lúc nghỉ ngơi lấy lại sức ông ta nhìn thấy sau lớp rong rêu cỏ dại là từng lớp đá sỏi xếp chồng lên nhau lẽ nào chính là cái giếng hoang ông mất công đi tìm bấy lâu nay ông chợt dùng mình nghĩ tới người rắn nếu có thật thì lúc này mà gặp phải chỉ có nước chết không toàn thây thôi ông ta đứng dậy dùng hết sức còn lại cuối cùng cũng leo lên được tới miệng giếng quan sát quang cảnh xung quanh thì đúng là giống hệt trong giấc mơ ông ta vội chạy thục mạng ra khỏi đó không dám ngoảnh đầu lại ngay khi về đến nhà ông vội kể ngay cho vợ nghe về giấc mơ và nơi cái giếng mới được tìm ra bà vợ không tin nhưng thấy chồng cư xử lạ hơn một tuần nay cũng lấy làm lo lắng đang đứng ngồi không yên dân làng sau khi nghe tin cũng hết sức hoang mang ký ức kinh hoàng về cái chết đau đớn của cha mẹ ông bà năm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí họ sáng ngày hôm sau ông ta dẫn vị trưởng làng và một vài người đến khu rừng có cái giếng để chứng minh điều ông nói hoàn toàn là sự thật nơi đó cách thôn làng gần nửa ngày đường nên họ phải nhanh chóng lên đường và quay về trước khi mặt trời xuống núi khi đến rìa của khu rừng ai nấy đều cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ sâu bên trong hàng cây rậm rạp càng đi sâu vào trong càng rất dễ bị mất phương hướng và lạc đường nếu không có kinh nghiệm đi rừng theo trí nhớ của ông thì tất cả đã tìm được đúng nơi ai nấy đều đang đứng vây quanh miệng giếng và cúi người nhìn xuống phía dưới giếng to và sâu một cách khác thường với những cái mà người dân đang dùng ở dưới từng đợt gió lạnh thổi lên khiến một vài thanh niên trẻ run sợ mà dựng hết tóc gáy lên kèm theo là một mùi hôi thối tỏa ra giống như có cái gì đó nó đang phân hủy không biết sẽ có thứ gì đang ẩn nấp chờ đợi bọn họ phía dưới đó nên cả đám người quay về trước chiều tối hôm đó bọn họ tụ họp lại nhà trưởng làng để bàn bạc bà cách giải quyết nhưng không ai dám đưa ra quyết định Đêm hôm đó, người rắn lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của ông bố. Hắn thúc giục nếu còn chậm chế hoặc cố tình làm sai, thì trong hai ngày tới, cả làng sẽ phải chết thảm như mấy chục năm về trước. Sáng hôm sau, ông bố đến gõ cửa nhà trưởng làng cầu cứu. Chẳng mấy chốc đoàn người đã chật ních sân. Tất nhiên là không ai muốn họ và cả gia đình đều phải chờ để chịu chết. Một người đàn ông trong đám đông nói lớn, ông hãy làm theo đi không thì cả cái làng này đều phải chết hết đấy những người khác mạnh dạn hùa theo đúng rồi đấy còn trẻ còn đẻ được cơ mà dù sao con gái nuôi lớn gả đi cũng thành con như người ta vô tích sự thôi cô đẻ đứa con trai sau này còn được nhờ đám đông nhốn nháo khiến ông vô cùng khó xử người vợ không có tiếng nói đứng đó cũng chỉ biết ôm mặt khóc nức nở chỉ tội cô bé không được đi học nên không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình. Thời hạn hai ngày cũng đã đến. Sáng sớm hôm đó người dân trong làng đều đổ ra ngoài đường nghe ngóng. Bà mẹ vì ngăn cản mà bị bọn họ trói cứng và xó nhà, khóc lóc rất thê thảm. Cô bé tưởng được bố cho xuống chợ chơi thì hí hửng đi theo nhưng thực chất là dẫn lên rừng cùng với những người đã đến trước đó đi được một đoạn vì đuối sức cô bé bắt đầu khóc lóc sợ hãi ông bố lại cõng cô trên lưng và tiếp tục đi đến khi tiến sâu vào rừng cảm nhận được mình bị lừa cô bé dãy giụa và la hét đến khản cả giọng nhưng đều vô ích bị đẩy đến gần miệng giếng hoang cô bé bị luồng khí lạnh làm cho kinh hãi không dám hét lớn nữa chỉ còn tiếng thút thít van xin trong vô vọng nhận thấy không còn nhiều thời gian nữa vì trường làng liền tự tay đẩy ngã cô bé xuống giếng sâu trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh bọn họ lần lượt rời đi bỏ lại phía sau tiếng khóc yếu ớt cho đến khi không thể nghe được gì nữa về nhà ông nói với vợ rằng sáng sớm mai sẽ quay lại đó kiểm tra nếu con gái còn ở đó ông sẽ mang nó về và không bao giờ để người ta làm hại nó nữa Gà còn chưa gáy ông đã vác con dao theo người, quay trở lại khu rừng. Ở trên gọi xuống phía dưới thật to, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Ông ta tính trèo xuống để tìm con. Đang loay hoay tìm đường xuống thì ông nhìn thấy một chiếc dép rách của con gái, sau đó lại thấy thêm nhiều mảnh vải có dính vẹt đỏ như máu mà con thì không biết đang ở đâu. Ông nhớ lần trước bị rơi xuống đây, còn có một lối dẫn vào sâu bên trong, Lẽ nào con ông đã bị hắn kéo vào đó ăn thịt? Sợ sẽ trở thành con mồi nếu xuống đó quấy phá, ông ta quay đầu chạy một mạch xuống núi. Người vợ biết con gái mình đã bị ăn thịt thì đau khổ mà đổ bệnh triển miên. Người dân trong làng từ đó cũng không ai dám bén mảng tới khu vực hoặc săn bắt thú rừng một cách vô tội vả nữa. Còn nhà nào có con sinh vào năm đó mà là con gái thì chuẩn bị tinh thần trong 10 năm tiếp theo phải sống trong thấp thỏm lo sợ. Mặc dù họ không hiểu tại sao phải là con gái, phải là 10 năm nhưng không một ai dám thắc mắc hay đi tìm hiểu. Có một năm con gái của gia đình nọ trở thành vật hiến tế tiếp theo nhưng vì thương con nên vào buổi tối hôm trước đó một ngày làm lễ cả gia đình đã bỏ trốn. Sáng sớm khi mọi người đến nhà không thấy ai thì họ bắt đầu chia nhau đi tìm. Kết quả là tìm thấy một nhà ba người bị rơi xuống vách đá chết tươi. Mùi máu tanh sọc lên mũi khiến ai có mặt ở đó đều nôn nao khó chịu. Nhưng thứ kinh hãi nhất chính là cái cách họ chết. Cả ba cái xác chết không toàn thây, chỉ còn vài miếng thịt sót lại dính trên khung xương. Nếu không có đồ đạc nằm ngổn ngang bên cạnh thì không ai có thể nhận diện được. Quần áo của họ bị xé rách tơi tả nhuốm đầy máu, tưởng tượng nếu cầm nó lên dùng tay vắt sẽ được một xô máu đầy chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó ai nấy đều khiếp vía không dám mang đi chôn sợ sẽ lại đắc tội với người rắn vậy nên mỗi khi đi qua khu vực gần vách đá đó già trẻ lớn bé trong làng đều luôn bị ám ảnh và cố đi nhanh nhất có thể tưởng rằng như vậy thì sẽ không còn ai dám làm gì sai quấy nữa vài năm sau thôn làng ăn nên làm ra có nhà còn có rất nhiều trâu bò có nhà còn mua được cả xe đạp gia đình nọ đẻ được hai người con nhưng không may con út bị bệnh mà chết sớm cô con gái đầu lại sắp bị hiến tế vậy là họ lại sắp xếp đồ đạc và lén lút bỏ trốn xuống núi ngay trong đêm vẫn giống như mấy năm trước sáng hôm sau khi dân làng đến nhà tìm không thấy ai xe đạp cũng mất luôn họ tưởng rằng gia đình này đã chạy trốn xuống núi và cả làng sắp phải chịu chết thì có người chạy về báo tin rằng tìm thấy chiếc xe đạp ở con sông nhỏ dưới chân núi vì trường làng năm nay đã giả yếu không thể đi nhanh nên đành nhờ những thanh niên trai tráng trong thôn đi kiểm tra trước chiếc xe đạp được phát hiện đang nằm ở bãi đá ngay phía dưới chân cầu còn người thì không hề thấy tung tích họ lại nhớ lại cái chết thảm của ba người kia và sợ điều này sẽ lặp lại với gia đình này người dân chia nhau ra tìm hai bên bờ sông được một đoạn họ bắt đầu tìm thấy những mảnh vải bị rách có lẽ là từ quần áo sau đó bọn họ ngửi được trong gió thoang thoảng một mùi máu tanh tưởi và rồi cuối cùng cũng tìm thấy một nhà ba người chết thảm trên bờ sông lần này họ bị ăn thịt một cách hết sức dã man hầu như toàn bộ cơ thể đều bị ăn gọn gàng cả xương của ba người cộng lại cũng không còn được mấy khúc những vũng máu đọng lại một ít trong kẽ đá và phần còn lại hòa vào làn nước tạo nên một vùng nước toàn máu đỏ lòm lòm cùng năm này có một người phụ nữ đang mang bầu và còn vài tháng nữa là đẻ nhưng vì không chịu đựng được khi nghĩ về việc đứa con phải sống từng ngày từng tháng chỉ để hiến tế Cô đã tự mình phá cái thai trong bụng, mặc dù không biết đó là trai hay gái, bởi vì khi đó là bào thai đã lớn, khiến cô mất máu quá nhiều. Đến lúc người chồng đi làm về thấy vợ nằm chết trên vũng máu, đã bị đông đặc lại rồi. Từ đó trở đi, người dân trong làng không còn một ai dám bỏ trốn hay làm điều gì sai quấy nữa. Nhưng vì 10 năm sau không có đứa trẻ nào đáp ứng đủ điều kiện, đã khiến người lớn bệnh tật triển miên mà chết, Cuộc sống trong thôn đói kém vì mất mùa, gia cầm gia súc nhà nào cũng chết sạch. Có thể đó là nguyên nhân mà đến đời ông nội tâm, cuộc sống vẫn còn nghèo khó thiếu thốn như vậy. Mà đời ông nội thì câu chuyện hiến tế người đã không còn được nhắc đến nhiều. Dần dần người dân phải đi xa kiếm sống, không còn mấy ai nhớ đến, ngoại trừ các đời trưởng làng, họ truyền lại cho đời sau và duy trì thực hiện nghi thức hiến tế. Năm ông nội lên mời một cô bạn bằng tuổi ông tự dưng biến mất không rõ nguyên nhân, cũng không một lời chào tạm biệt. Tối hôm đó là đêm 15 âm, đám trẻ con trong thôn từ lớn đến bé đã hẹn nhau đi bắt đom đóm và ngắm trăng vì khi đó điện chưa được kéo về. Cơm nước xong rồi, ông cầm mấy vỏ trứng rỗng chạy thẳng tới nhà cô bé, nhưng thấy nhà cửa tối đen, ông gọi với vào trong nhưng không một ai đáp lại ông liền chạy đi hỏi đám bạn thì cô đứa nói không thấy cô bé từ buổi trưa hôm nay rồi ngay sáng hôm sau khi gặp bố của bạn thì được biết cô bé đã theo người khác xuống dưới xuôi còn để làm gì thì ông bố không nói rõ tưởng rằng lễ tết thì bạn sẽ về thăm nhà nhưng mấy năm sau đó ông đều không gặp lại hay có bất kỳ thông tin gì về cô bé khi ông trưởng thành và đến tuổi lấy vợ ông đã may mắn hơn rất nhiều thanh niên khác khi cưới được một cô vợ cùng làng có những người khác phải đi tìm vợ thôn khác vì con gái trong làng bấy giờ rất ít họ cũng dần biệt tâm biệt tích vào đúng năm hiến tế con dâu ông trưởng làng đẻ được một cô con gái điều này khiến ông ta rất tức giận đã không phải là con trai lại còn phải mất bao nhiêu công sức nuôi đến năm mười tuổi chỉ để hiến tế cho một con yêu quái người không ra người ma không ra ma sau một lần vô tình, ông nội đã nghe được cuộc cãi vã giữa vợ chồng người trưởng làng và biết được toàn bộ sự thật. Ông đau lòng nghĩ đến người bạn thời thơ ấu cùng những đứa bé gái đã phải bỏ mạng để bảo vệ thôn làng. Nghe hết câu chuyện, ông thầy thuốc vẫn chưa thể tin được vào tay mình. Nó cứ như là truyền thuyết, chứ không hề có ở thời đại hiện đại này. Vậy, nó có liên quan gì tới chuyện giữa ông và người hàng xóm? có lẽ nào cháu gái tôi là một trong hai đứa trẻ đẻ vào đúng chu kỳ mười năm đó đứa còn lại là con của người hàng xóm kia sao ông nội tâm bật ra một tiếng thở dài tiếp tục kể chuyện của gia đình mình cho ông tâm nghe ông bà lấy nhau đẻ được duy nhất một người con trai đến khi cậu ấy lớn thấy vùng quê còn nghèo khó nên quyết định xuống thành phố kiếm việc làm một thời gian sau con trai ông dắt về nhà một cô gái còn khá trẻ. Cả hai tổ chức đám cưới vì cô có bầu. Khi biết con dâu có bầu ông đã rất lo lắng vì năm đó đúng vào chu kỳ 10 năm phải hiến tế. Cho dù không hoàn toàn tin vào câu chuyện đó nhưng ông không tránh khỏi việc bị liên lụy nếu nó là con gái. Vậy là ông bàn bạc với nhau bảo vợ chồng con trai xuống dưới xuôi ở không được phép về đây nữa dưới sức ép của ông bà, đôi vợ chồng trẻ bắt buộc phải làm theo. Dù gì trước sau cũng phải quay lại đó làm việc. Đợi đến khi nào ông bà nguôi ngoai thì lại về thăm nhà sau cũng không muộn. Đó là lý do vì sao ông bà nội của Tâm chỉ còn hai người ở nhà. Một thời gian sau, con trai nhờ người báo tin là họ đã sinh được một cô con gái. Ông bà vui lắm vì cuối cùng cũng có cháu bé nhưng càng lo sợ hơn cho số phận của con bé. Cũng năm đó nhà hàng xóm mấy tháng cũng sinh ra được một đứa bé gái, vậy là tảng đá đè nặng trên lưng ông đã được bỏ xuống. Gia đình đó khi nghe trưởng làng nói về quy luật mười năm thì như chết lặng. Cho tới khi biết tin ông có cháu gái cũng mới đẻ được vài tháng thì tìm cách đồn đẩy hết sang cho bên gia đình ông. Ngày nào họ cũng sang bắt ông bà phải mang con bé về, tại sao không phải là cô bé mà cứ phải là con gái của họ. Rồi còn đổ tội cho ông là đã biết trước nên cố ý đuổi vợ chồng con cái rời khỏi nơi đây. Nhiều lần nhà hàng xóm còn cùng trưởng làng sang nhà dùng những hành động đe dọa, chửi bới moi móc thông tin về nơi ở của cô bé, nhưng họ đã thất bại, chính ông cũng không biết điều này. Rồi một ngày họ thay đổi hoàn toàn, người vợ nhà hàng xóm đó sang chơi, trên tay cầm giỏ trái cây và ít nấm đưa cho bà nội tâm với lý do xin lỗi vì đã xúc phạm ông bà trong thời gian vừa qua ông bà vì nghĩ họ đã thông suốt thì nhanh chóng vui vẻ bỏ qua nhưng dần dần ông nhận ra sức khỏe của mình giảm sút rất nhanh và phát hiện ra loại nấm được gã hàng xóm đem cho có độc vì con chó nhà ông đã chết khi ăn phải nó ông thầy thuốc dường như đã hiểu được hết toàn bộ câu chuyện phức tạp này thở dài phán một câu. Cuối cùng, cũng chỉ với cái câu chuyện hoang đường, từ đời nào đời nào mà bao nhiêu người phải bỏ mạng. Không ai biết nó là có thật hay không, nhưng trải qua bao nhiêu thế hệ, quy luật này vẫn được dân làng tôi thực hiện cho tới ngày nay. Tôi không nên biết quá nhiều về chuyện của thôn làng các ông. Tốt nhất là sau khi chữa trị khỏi cho ông, tôi sẽ quay trở về nhà thuốc tôi cũng đã tìm được rồi. Bởi vì ông thầy thuốc tốt bụng đã chữa khỏi bệnh trong nội tâm, thêm vào đó còn biết bí mật về chuyện hiến tế, nên không bao lâu sau khi quay trở về nhà, ông đã đổ bệnh. Căn bệnh quái dị, mà chính ông là thầy thuốc cũng không thể tự cứu được mình. Thật ra đó là thứ bùa chú rất ghê gớm. Hại người bị bỏ bùa, sẽ chết dần chết mòn, trừ khi tìm người phá giải nó, mà người bỏ bùa chính là người trưởng làng nơi ông vừa mới trở về chỉ chưa đầy một tháng sau đó ông đã chết một cách đau đớn vì vậy mà cháu trai khi đó mới nghi ngờ cái chết của ông có liên quan đến ngôi làng nhưng không hiểu vì sao phải gần chục năm sau anh ta mới đăng tải câu chuyện lên mạng ông nội tâm cũng bị đau ốm liên miên đến mức phải nằm liệt giường một mình bà nội vì lo lắng cho ông cũng dần đổ bệnh thời điểm đó bố mẹ tâm nghe tin từ một người quen nên đã mang con gái về thăm ông bà bố mẹ cô cuối cùng cũng biết được lý do ông bà lại cương quyết không cho hai người ở lại trong làng sau khi ông bà mất hai người đã bán đi mảnh đất của gia đình và đưa tâm đi thật xa khỏi ngôi làng khỏi những con người âm mưu và nham hiểm giờ thì tâm đã hiểu tại sao mỗi lần cô nhắc đến ông bà hoặc muốn trở về thăm quê thì bố mẹ luôn cố tình lảng tránh đi, cô thật sự đã hiểu được nỗi lòng của họ rồi, vậy mà lâu nay cô vẫn trách thầm họ là bất hiếu. Tâm thương ông bà, thương bố mẹ nhiều lắm. Mọi người trong gia đình làm mọi cách để cô rời xa nơi này, được sống một cuộc sống bình thường, vậy mà giờ cô lại tự mình đi tìm về đây. Tâm tự cười chính mình nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của 20 năm trước rồi không phải sao? Vì cô và Việt lên lịch sẽ đi leo núi, nên từ sáng sớm hai người đã dục dịch chuẩn bị vài thứ cần thiết cho chuyến đi. Dọc đường còn gặp rất nhiều du khách trong và ngoài nước sống như hai người, đều đang thong thả vừa đi vừa ngắm quang cảnh tuyệt đẹp. Buổi trưa hầu hết mọi người đều dừng chân nghỉ ngơi và ăn uống trên núi sau đó mới quay trở về trước khi trời tối. Ăn tối xong họ lại cùng nhau tụ tập bên đống lửa trại giao lưu kết bạn rất vui vẻ. Trùng hợp thay hôm nay lại đúng là ngày 15. Ánh trăng rằm chiếu sáng khiến tất cả mọi vật như sáng bừng sức sống. Kết thúc một ngày leo núi mệt nhọc, Tâm quay về phòng đi ngủ sớm hơn những người khác. Nhưng câu chuyện của ông nội về người bạn thời thơ ấu mà ông không bao giờ gặp lại sau ngày rằm năm đó vẫn làm cô băn khoăn cô gái ấy có thật sự bị mang đi làm lễ hiến tế hay không? Liệu vị trưởng làng hiện tại có còn nắm giữ bí mật về nó hay không? Cô mặc thêm đồ vào và rón rén ra ngoài. Vừa mở cửa chính thì gặp Ngày Vũ, con trai trưởng làng. Cậu ta đi từ phía quán nước lại hỏi nhỏ. Sao giờ này còn chưa ngủ? Cô tính đi đâu vậy? À, tôi muốn đi dạo một chút. Thế còn anh, Tôi... tôi đi kiểm tra xung quanh. Có camera rồi mà, sao phải mất công như vậy? Tôi cũng không biết. Bố tôi luôn bảo tôi làm như vậy vào ngày 15 hàng tháng. Nghe đến đây tâm càng tăng thêm nghi ngờ về ông ta. Rốt cuộc đang làm chuyện gì mờ ám. Có vẻ cậu con trai không muốn nên cô không trò chuyện nữa mà nhanh chóng chào tạm biệt. Sau khi đi cậu ta còn ngoái lại nói thêm cô nên quay lại vào trong nhà thì hơn. Đêm hôm khuya khoát, con gái một mình không an toàn đâu. Chờ Vũ đi khuất, Tâm tìm đến phòng của cậu bạn đang ngủ say như chết, gọi dậy và rủ cậu ta cùng mình đi đến một nơi. Trong cơn ngái ngủ, Việt chỉ có thể lững thững đi theo sau mà không biết đi đâu. Dưới ánh trăng rằm, bóng hai người đang lén lút tiến gần tới ngôi nhà phía sau quán nước khi đang không biết phải tiếp theo phải làm gì, tâm trở thấy trưởng thôn Hoàng đang một mình ở sân sau. Cô kéo Việt trốn vào một lùm cây yên lặng quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Cậu thì thầm vào tai cô. Gần 12 giờ đêm rồi, ông ta còn ra đi làm gì vậy nhỉ? Yên lặng chút đi. Nhưng mà này, Mày có thấy ban ngày ông ta cư xử hơi kỳ lạ không? Mày cũng nhận ra có chuyện này lát nữa về phòng tôi kể cho mà nghe nhìn sang bên cạnh phía dưới chân ông ta tâm thấy một mâm đầy áp thịt nhưng không chắc là thịt gì có vẻ là thịt sống còn có thêm một chiếc đèn pin ông nâng thảm cỏ nhân tạo vứt sang một bên dùng hai tay lôi một sợi xích to từ di miệng hố lên sợi dây đó nối trực tiếp vào tấm bê tông mà ông đang ra sức kéo nó sang bên cạnh làm lộ một miệng giếng nhỏ làm cô không khỏi kinh ngạc. Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, suýt nữa thì la lên. Ông ta ngó nghiêng một hồi, rồi bê theo mâm thịt trèo xuống phía dưới. Vài phút qua đi, không thấy có động tĩnh gì. Tâm và Việt từ từ tiến lại gần quan sát kỹ hơn. Đúng như những gì hai người nhìn thấy, đó là một cái giếng cạn nước. Ở dưới còn có vài bậc thang đá để bước xuống. Vấn đề là nó dẫn đến đâu, phải chăng là một nơi nào đó bí mật, không muốn bị người ngoài phát hiện. Cả hai quay lại lùm cây, kiên trì chờ đợi thêm khoảng 30 phút nữa, thì thấy ông ta bỏ lên từ miệng giếng, trong tay chỉ còn cái mâm trống trơn. Ông ta cầm dây xích kéo tấm bê tông đẩy miệng giếng lại, rồi phủ tấm cỏ nhân tạo lên trên. Cuối cùng là bưng hai chậu cây cảnh đặt lên trên. Tất cả trở về bình thường và được che đậy một cách hoàn hảo. Trên đường quay về phòng không ai bảo ai mà cả hai đều im lặng, không nói một lời nào về những gì họ thấy vừa rồi. Cho đến khi vào trong đóng cửa lại, tâm mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn với đầy những câu hỏi trong đầu. Việt thì đã tỉnh ngủ luôn, cậu ta cũng giống như cô bây giờ. Này, chuyện vừa rồi là sao? Giống như là ông ta đang nuôi thứ gì đó vậy. Chuyện dài lắm, mày hứa là phải giữ bí mật đó, đôi bạn ngồi tâm sự với nhau cho tới gần sáng mới quay về phòng đi ngủ dù không tin câu chuyện về mối thù giữa người rắn và ngôi làng in lâm là có thật nhưng đó cũng khiến việt rất tò mò anh muốn cùng cô tìm hiểu trước khi rời đi đến tầm trưa khi cậu bạn đang còn ngủ thì tâm đã thức dậy ăn uống đơn giản rồi sang quán nước tìm vũ nói chuyện thấy cô bước vào với vẻ uể oải có lẽ là hôm qua vận động nhiều anh nhanh nhẹn mang cho cô một ly nước cam. Chào cô, tối qua ngủ ngon chứ. Cảm ơn anh, mọi thứ đều rất tốt. Cô ngồi đây chờ tôi một chút. Vũ đặt ly nước xuống bàn, bận rộn với vài vị khách mới ghé vào. Một lúc sau anh mang ra một đĩa trái cây được gọt sẵn và ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Hôm nay cô có kế hoạch gì chưa? Tôi không biết nữa. Dù sao thì đã rất lâu rồi, Mọi thứ nhất thay đổi nhanh quá Nếu hai người chưa biết đi đâu Thì để tôi dẫn đi Gần đây có nhiều cảnh đẹp lắm Tha hồ mà chụp ảnh Không cần đợi câu trả lời Vũ vội vàng đứng lên Dọn dẹp qua rồi đóng cửa quán Đúng lúc Việt đi tới Vậy là ba người bắt đầu đi dạo quanh làng Vừa đi Vũ không ngừng Thao thao bất tuyệt về những chỗ Mà họ đang đứng Cả ba dừng lại, tại ngôi đình được xây dựng ở trung tâm của ngôi làng, hơi xa khu homestay một chút. Theo lời của Vũ thì ngày xưa nơi này chỉ là một mái đình nhỏ chủ yếu để dân trong làng họp bàn một số việc quan trọng. Gần chục năm trở lại đây, dễ và tán của cây đa gần đó lan ra quá rộng nên dân làng tu sửa lại cho chắc chắn hơn. Cái giếng trước kia cũng được xây tường cho cao hơn để tránh bọn trẻ con không bị trượt chân ngã xuống dưới mà từ hồi sửa chữa xong mái đỉnh kinh tế trong thôn phát triển khá hơn hẳn. Đường xá cũng được mở rộng, dễ đi lại hơn nên thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài lên đây đi phượt và ở lại qua đêm. Dần dần càng nhiều khách trên khắp cả nước biết đến và ghé thăm. Khi đó họ phải ở chung nhà cùng gia chủ nên cũng có hơi bất tiện. Một vài thanh niên trong thôn được học hành đầy đủ đã về làng và phát triển mô hình homestay bằng những nguyên vật liệu tự nhiên như gỗ quý trên rừng, các loại đá sỏi trong tự nhiên mà người ở đây đã xây nên những ngôi nhà homestay nhỏ xinh ấm áp. Bên ngoài sân đình lúc này cũng vài du khách nước ngoài đang tham quan và có vẻ họ thắc mắc điều gì đó. Vũ nhanh nhỏ chạy ra giúp họ. Còn hai người tranh thủ thời gian chụp ảnh làm kỷ niệm rồi cả ba cùng nhau đi vào phía trong ngôi đình. Cũng giống như bao ngôi đình khác ở miền Bắc, kiến trúc bên trong đình mộc mạc giản dị nhưng rất tinh tế và trang nhã. Khi đi ra phía sân sau, một gian phòng nhỏ nằm tách biệt với những công trình phụ khác khiến tầm chú ý tới. Cô tò mò hỏi Vũ. Cái là nơi nào vậy? À, đó chỉ là nơi để thờ cúng thổ địa thôi, không có gì đặc biệt cả. Anh ta luôn nói không ngừng nghỉ về mọi thứ, nhưng khi hỏi đến gian phòng đó trở nên ngập ngừng. Hơn nữa, cửa bên ngoài còn bị khóa chặt lại, khiến tâm lại càng tò mò. Cô tiến đến gần thì bị Vũ ngăn lại. Bầu không khí bỗng trở nên bối rối, ngượng nghịu, cho nên anh ta đã đề nghị cả ba cùng đi sang chỗ khác rồi quay về nhà vì trời tối, thời tiết sẽ rất lạnh nhân lúc vũ không để ý việt đã nhanh tay chụp lại được vài tấm ảnh về căn phòng vì cả ngày hôm nay không gặp ông hoàng trưởng làng nên trên đường về cô hỏi dò vũ hôm nay tôi không thấy bố anh ở nhà ông ấy bận việc à ờ à, bố tôi có cuộc họp với cán bộ dưới huyện ngày mai là ông ấy về rồi cô còn gì thì cứ gọi cho tôi là được tâm và việt vào một quán ăn có món đặc sản ở đây do vũ giới thiệu nên giữa đường về cả ba đã tách nhau ra anh ta thì chạy xe thật nhanh về nhà vì còn có việc khác cả hai vừa ăn vừa xem lại những bức ảnh được chụp từ chiều tới giờ mình nhìn xem có gì lạ không tao không chắc hình như không có gì khác ngoài căn phòng đó không chần chừ việc đưa bức ảnh cho người chủ quán ăn và hỏi thẳng ông ta ông nói tương tự vũ còn nói chỗ đó chỉ duy nhất trường làng có chìa khóa trong đó cũng không có gì đặc biệt chỉ là ngày rằm ông hoàng sẽ mở cửa và dọn dẹp làm lễ cúng thần tài thổ địa mục đích là để kinh tế trong thôn được phát triển và cuộc sống dân làng đầy đủ hơn đúng là từ khi có nó thì dân trong làng ấm no đủ đầy hơn hẳn lễ tết ai nấy đều vui vẻ phấn khởi cả hai biết nhiều thông tin hơn một chút thì vui mừng ra về vì chỉ còn mỗi con trai ông chủ ở nhà nên đây là cơ hội để tâm đi tìm thứ mà có người muốn che giấu buổi tối việt chở tâm đến trên chiếc xe máy sau đó chờ tới nửa đêm giấu ở bụi cây bên đường cách xa ngôi đình một khoảng đã qua rằm nhưng trăng hôm nay vẫn còn đủ sáng để thấy đường đi đến khi không còn ai ở lại hai người lén lút vòng ra phía sau đến gian phòng bị khóa. Việt đang loay hoay với ổ khóa cũ kỹ, cậu ta đã dành cả buổi tối chỉ để xem mẹo mở khóa không cần chìa. May mắn cũng không có người qua lại. Sau hơn 10 phút vật lộn, cậu đã phá khóa thành công và cả hai nhanh chóng bước vào trong nhà và đóng cửa lại. Căn phòng nhỏ chỉ vừa một chiếc bàn, bên trên đặt một bát hương đầy cho và chân hương với một nén hương cháy gần hết không kịp để ý dưới chân tâm bị vấp phải một vật gì đó rất cứng, làm cô suýt nữa ngã nhào xuống đất. Thì ra là một nắp đậy bằng bê tông được đặt ở giữa sàn nhà. Việt cúi người xuống, nhấc nó lên để lộ một cái hố nhỏ ở bên dưới cũng được xây hoàn toàn bằng bê tông, còn có những bậc thang bằng đá dẫn xuống. Cậu ngạc nhiên reo lên. Chà, ở đây còn có thêm một cái hố nữa. Này Việt, Mày có dám chui xuống đấy không? Đã mất công để tìm thì phải đi thôi. Dù có hơi sợ và cũng không có mang theo đèn pin, nhưng cả hai quyết định chui xuống dưới với đèn điện thoại. Theo bậc thang leo xuống, không gian bên dưới giống như một đường hầm bí mật, tất cả được xây dựng chắc chắn và vừa vặn cho một người trưởng thành. Việc cao hơn một chút nên cậu phải hơi khom người đầu mới không bị va vào tường đi được một đoạn ngắn hai người thấy phía trước có ánh sáng nhưng rất yếu còn có mùi gì đó rất khó chịu thêm vài bước nữa một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt họ cả hai bị nơi này làm cho choáng ngợp không nói nên lời có thể nhìn thấy rất nhiều con đường hầm nhỏ khác từ khắp các phía dẫn đến khu vực này nhưng không biết chúng bắt đầu từ đâu tâm chợt nhớ đến cái giếng nhà ông trưởng làng này có nhớ cái giếng nhà ông Hoàng vào đêm hôm trước không? Ý mày là nó cũng là dẫn xuống đây giống như là cái kìa. Tao đoán vậy. Theo ánh đèn, Tâm và Việt phát hiện ở giữa khu vực bí ẩn này có một cái giếng hoàn toàn khác xa với mấy cái giếng ở trong làng. Phần gạch ở miệng giếng gần như bị bào mòn, không còn hình dạng như ban đầu. Trái với cái giếng cũ kỹ thì những bức tường, sàn và trần của căn hầm tất cả đều được xây bằng gạch nung cùng đá sỏi rất chắc chắn. Dưới sàn nhà có một bàn thờ thần thổ địa khác được ai đó cúng lễ rất đầy đủ. Cả hai tiến lại gần mùi hôi thối ngày càng rõ rệt hơn. Tiếc là khi dọi đèn xuống dưới không thấy được gì rõ ràng vì nó quá sâu chỉ biết đó là một cái giếng cạn khô từ rất lâu. Mùi hôi bốc ra từ dưới giếng làm tâm cảm thấy buồn nôn nên phải bịt mũi lại còn việt vẫn cứ cố nhìn xuống kết quả là cậu ta phát hiện một miếng thịt đang bị phân hủy cậu giật mình lùi lại phía sau làm rơi luôn cả điện thoại tâm ngồi đó cũng bị bất ngờ mà hét lên có chuyện gì thế tật tàu vừa tàu vừa thấy ở dưới đó giống như là một miếng thịt mày đừng làm tớ sợ không tin mày tự nhìn đi tâm nhặt điện thoại lên dọi xuống dưới thì cũng hết hồn vì nhìn thấy nó. Cô nàng sợ hãi ôm chặt lấy cậu không buông, còn cậu thì bối rối nhưng vẫn cố chấn an và dìu cô ra ngoài đi theo lối cũ. Cho tới khi về đến phòng, tâm mới bình tĩnh và sực nhớ ra điều gì đó. Tâm nhớ ra rồi, hình như nó là miếng thịt đêm hôm trước, ông Hoàng mang xuống thì phải. Có phải không vậy? Tao không chắc, nhưng mà nếu là thật thì... Tâm này, mày nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tìm Vũ hỏi chuyện xem sao, cậu ta chắc là phải biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. Sáng sớm hôm sau, cô và Việt sang quán nước nhà ông Hoàng tìm Vũ, thấy cả hai nét mặt có hơi căng thẳng, cậu ta đoán được phần nào. Xin chào, hai người có chuyện gì mà hẹn tôi sớm vậy? Cũng không có gì đâu, bọn tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Nói rồi tâm đưa tấm ảnh căn phòng bị khóa ở ngôi đình cho Vũ xem. Hỏi đi hỏi lại nhưng cậu ta vẫn không chịu nói sự thật. Cứ vòng vo một hồi lâu. Mất kiên nhẫn tầm một mạch đi ra phía sân vườn nhà. Vũ bình tĩnh đi theo phía sau. Đến nơi tâm lật tấm thảm cỏ nhân tạo lên để lộ ra cái giếng cạn. Cô tức giận tra hỏi cậu ta. Vậy đây là cái gì? Tôi, tôi, tôi không biết anh đừng chối nữa được không đêm hôm đó chúng tôi đã thấy việc bố anh làm rồi tôi, tôi thật sự không biết cái gì cả các cậu nên tìm bố tôi ông ấy là trưởng làng chắc chắn là người biết rõ nhất tôi chỉ làm theo những gì được sai bảo thôi khi nào ông ấy về chiều tối nay tôi sẽ nói lại với ông ấy buổi tối hôm đó sau khi nhận được điện thoại của vũ cả hai sang nhà tìm gặp ông chủ hoàng lúc hai người đi vào Ông đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ. Nào, vào đây, làm chân trà cho ấm người. Dạ, chú cứ kể bọn cháu. Mấy hôm nay, hai đứa đi chơi vui vẻ chứ. Vui lắm ạ, cháu không ngờ là quê mình thay đổi nhiều như vậy. Xin lỗi hai đứa, mấy hôm nay chú bận quá, nên không tiếp đãi bọn cháu được tử tế. Dạ không sao đâu ạ. Cũng muốn mời hai đứa bữa cơm, nhưng nhà toàn đàn ông, việc đông nướng hơi vụng về. Thì ra, năm sinh ra Vũ và ông mất vì bị xuất huyết nặng. Lúc đó do sinh nở tại nhà, lại thiếu sót kiến thức và dụng cụ y tế mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. May mắn trong làng có vài sản phụ mới sinh, nên hàng ngày bà nội sẽ đi xin sữa về cho anh uống, nhờ vậy mà anh mới có thể sống sót và lớn lên khỏe mạnh sau khi bà mất thì ông một mình làm gà trống nuôi con cho tới ngày vũ bắt đầu phải vào học trường nội chú ông đi làm thuê và quen một người phụ nữ ở thôn bên nhưng vì thấy nhà và thôn làng quá nghèo nên bị cô từ chối thẳng thừng vậy là ông quyết định ở vậy luôn cố gắng kiếm tiền lo cho hai bố con đến khi ông được bầu làm trưởng làng thì được truyền lại câu chuyện về người rắn và chu kỳ 10 năm hiến tế một lần. Lúc này tâm tử tử lên tiếng. Chuyện này cháu cũng mới tìm hiểu gần đây ạ. Biết rồi sao? Có phải bố mẹ đã nói hay là... Là cháu tìm được trên mạng, nhưng mà cháu không tin, có hơi tò mò một chút. Ta cũng như cháu, đoán xem chuyện gì xảy ra nào. Hai người chỉ lắc đầu, không biết cái gì đã xảy ra sau đó. Không gì hết. Ông đã không giữ cho riêng ông biết mà họp dân làng lại và kể toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Ai nấy đều kinh ngạc khi biết quê hương mình bao lâu nay tồn tại một hổ tục ghê dọn như vậy. Rồi chẳng hề có tai ương hay hoạn nạn gì xảy ra khi ông từ chối thực hiện nghi thức hiến tế cả. Ngôi làng và người dân ngày càng no ấm khấm khá hơn, khi đó mọi người xây một ngôi đình nhỏ để thờ cúng thổ công thổ địa với mong muốn dân làng được yên ấm. Rồi du lịch phát triển, cuộc sống ngày càng được nâng cao, ngôi đình nhỏ được xây dựng lại rộng rãi hơn, làm nơi người dân tổ chức các cuộc buổi họp hoặc những buổi sinh hoạt văn hóa. Ngôi đình mới phải được xây dựng ở trung tâm của thôn và nơi này cũng là gần vị trí của cái giếng hoang, nên khi đó ông hoàng đã cho dựng thêm một gian phòng bên trên cái giếng để che giấu khỏi người ngoài. Mọi người không muốn lấp bỏ nó mà ngược lại xem đó như là một vật mang lại may mắn cho ngôi làng. Nghe đến đây, Tâm lên tiếng hỏi: Cái giếng ở dưới căn hầm chính là giếng hoang năm đó à? cháu còn biết căn hầm ư? Thật ra thì đêm hôm đó bọn cháu đã thấy chú ở sân sau và vô tình phát hiện ra căn hầm nên đã xuống dưới xem thử. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không có gì giống được hai đứa. Ông không nghĩ rằng có người đã nhìn thấy mình vào đêm đó, nhưng điều làm ông ngạc nhiên là khi biết cô và Việt đã phát hiện ra đường hầm và chui xuống đó từ căn phòng bị khóa, Đến mức này ông không còn gì giấu giếm nữa mà kể hết phần còn lại. Năm đó khi căn hầm được xây dựng xong thì cứ đến mùng 1 ngày rằm hay lễ Tết thì người dân sẽ đến thắp hương dâng lễ xin lộc. Nhưng vài năm trở lại đây du lịch phát triển, càng ngày càng có nhiều khách du lịch ghé thăm nên không muốn để họ biết chuyện về căn hầm. Để kín đáo, mỗi một nhà sẽ đào một đường hầm dẫn tới cái giếng để tiện cho việc di chuyển mà không ai bắt gặp đó là lý do vì sao tâm và việt lại thấy ở dưới đó có rất nhiều con đường hầm to nhỏ khác nhau đêm hôm đó không chỉ có ông hoàng mà tất cả những nhà khác trong làng đều cùng nhau mang lễ vật xuống dưới người thì đĩa hoa quả người khác thì hoa tươi bánh kẹo nhưng riêng ông hoàng thì lại mang một miếng thịt còn sống nguyên chuyện là lúc có một lần ông cùng một vài người thanh niên trai tráng trong làng quyết định xuống khám phá giếng hoang, sau đó mới cho xây hầm. Vất vả lắm mới xuống được phần đáy, lúc đầu không thấy gì đặc biệt, nhưng một người trong đội nhìn phát hiện một lối đi nhỏ, bọn họ cùng nhau theo đó đi sâu vào trong. Ai nấy đều tá hỏa khi nhìn thấy rất rất nhiều bộ xương người trắng héo nằm chồng chất lên nhau dưới lối đi, mà càng đi sâu càng có nhiều hơn. Cảnh tượng khiến tất cả đều nổi da gà, không dám bước tiếp. Những bộ xương hầu như còn nguyên vẹn từ phần xương sọ đến bàn chân, chỉ là nó nhỏ hơn rất nhiều so với người trưởng thành. Lúc này cả đội không ai bảo ai, nhưng cũng ngầm hiểu chắc chắn đó là của những đứa bé gái xấu xố bị ném xuống đây. Thêm vài bước nữa là cuối đường, mọi người đang bận rộn soi đèn kiểm tra xung quanh riêng ông hoàng soi bên trên thì giật mình bởi một con rắn con rắn này có màu đen to bằng cổ tay của một người bình thường và dài tầm khoảng 2 mét đang bỏ chậm rãi từ trên tường xuống đất ông chưa kịp lên tiếng thì con rắn vươn thân người lên há miệng để lộ hai cái răng nanh đớp vào người đàn ông đứng gần đó nhất rất nhanh ông ta cảm thấy đau đớn và dãy rủa khiến tất cả người có mặt ở đó chạy tán loạn ra bên ngoài. Một vài người nhanh nhẹn kéo theo ông ta ra ngoài buộc chặt vết thương lại vì không biết nó có độc hay không nên gấp rút đưa người lên trên đi cấp cứu. Trong khi đó còn hai người ở lại bên trong, họ đều là những người có kinh nghiệm đi rừng và bắt gặp rất nhiều loài vật nguy hiểm nên ở lại giữ chân con rắn con rắn vẫn tiếp tục lao về phía trước tấn công hai người đàn ông một trong hai người đã giơ con dao ra để tự vệ nhưng vì sợ nó sẽ đuổi theo khi họ chạy ra ngoài nên ông ta đã rút lưỡi dao ra chặt đứt phăng đầu nó rơi xuống đất tưởng vậy là xong nhưng không ngờ cái đầu con rắn khi bị lìa khỏi thân vẫn cố phun nọc độc ra rất may là cả hai đều đi giày bảo hộ nên không bị trúng độc người đàn ông bị rắn cắn đã không qua khỏi vì không được cấp cứu kịp thời. Dân làng thì kinh hãi trước cái chết đột ngột đó. Không ngờ dưới giếng có rắn độc chỉ là không phải nửa người nửa rắn như lời xưa nói đến. Có một lần ông Hoàng xuống dưới hầm để lau dọn. Lúc dọi đèn xuống giếng xem thử thì thấy có gì đó đang chuyển động. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra có một con rắn khác ở dưới đáy. Nó có vẻ giống hệt con rắn kia. Lẽ nào còn một con nữa mà không ai thấy, hay nó từ đâu tới, ông không dám nghĩ nữa. Từ lúc đó, thi thoảng ông Hoàng lại mang xuống hầm, lúc thì thịt, khi thì chim rừng bắn được, hoặc là vài con chuột bẫy ở dưới ruộng. Đều là để ném xuống giếng làm thức ăn cho con rắn kia, mong nó không tìm cách bỏ lên hại người. Còn những bộ xương người ở dưới đó không một ai đụng tới hay chôn cất. Thay vào đó dân làng làm một cái bát hương đặt trong căn phòng bị khóa ở đình làng, ngày ngày thắp hương mong cho những oan hồn xấu xố ở dưới đó được yên nghỉ. Đó cũng là một câu chuyện dài với nhiều mất mát và đau thương. Giờ thì cháu cũng đã hiểu hết mọi ngọn ngành của câu chuyện vì nó mà gia đình cháu bao nhiêu năm qua không được đoàn tụ bên nhau. Tội nghiệp cháu bé. Bây giờ phải sống cho thật tốt. Phải biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình, biết chưa? Dạ, cháu chỉ mong mình sẽ tìm được mộ phần của ông bà nội được rồi ngày mai chú sẽ đi tìm cùng hai đứa tâm về đến phòng trong lòng nghĩ về cô gái sinh cùng năm với cô có thoát khỏi việc bị hiến tế hay không khiến cô luôn cảm thấy có lỗi và áy náy ngày hôm sau tâm đã cùng ông hoàng đến căn phòng thắp một nén hương và cầu nguyện cho những linh hồn xấu xố sớm được siêu thoát rồi lại bắt đầu đi hỏi thăm những nhà có người lớn tuổi Biết đâu họ sẽ nhớ ra điều gì đó về ông bà cô. Ngày hôm sau lại tiếp tục hỏi thăm và đi tìm kiếm xung quanh ngôi làng nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng sau gần một tuần sinh sống ở đây đã giúp tầm thỏa mãn nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình. Dù rất buồn khi không thể tìm thấy mộ của ông bà nhưng ông Hoàng đã hứa giúp cô thực hiện việc này. Một khi tìm thấy sẽ gọi cho cô ngay lập tức. Điều đó khiến cô rất xúc động. Ngày hai người chuẩn bị chạy xe xuống thị trấn, Vũ ngỏ ý muốn tiễn cô và Việt xuống tận nơi. Trên xe của anh còn chất một túi to, đó đều là những món quà đặc sản mà bố con họ tặng cho cả hai mang về. Dù không biết thể hiện bằng lời nói, nhưng qua từng cử chỉ và hành động, tâm biết Vũ có cảm tình với cô. Anh luôn tinh tế hỏi han và chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, còn nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn đến những nơi có khung cảnh đẹp để cô được thư giãn. Trên đường đi luôn vui vẻ kể cho hai người bạn nghe rất nhiều thứ mới mẻ ở nơi này, làm cả cô và Việt đều muốn quay lại thêm lần nữa, nhất định một ngày không xa tâm sẽ quay trở lại vùng đất này. Quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện, chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong không giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện từ thể loại chuyện ma đến chuyện ngôn tình cũng như tâm lý xã hội để phục vụ quý vị. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.